nổi của Hàn Quốc. It's rooster. Yes, it is. Yeah, they have two types of rooster. I didn't know the rooster is so big. Bao nhiêu chỉ năm hai con, chỉ năm năm sáu,
had the earbuds, I could stay out for hours. It's 9:15 and the meeting starts in 15 minutes. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
来，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